Chào các bác làm vườn. Hôm nay em về cưa lọng số lượng lớn. Đặc biệt ở cái dòng cưa hôm nay thì đây là mẫu cưa chất liệu thép SK5. Cũng rất nhiều video em đăng tải cưa lọng, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cái dòng cưa đặt của chất thép SK5 về. Thì em sẽ chi tiết tối với các bác mà làm vườn cũng như làm cây cảnh. Đấy. Mẫu cưa này thì nó sẽ dài là 22 cm các bác ạ. Sau đó em sẽ test thử để các bác nhà mình cùng xem ở cái mẫu cưa lọng này nhé. Đấy. Em sẽ cưa trực tiếp ở cái thân cây này. Các bác nhà mình cùng xem nhé. Ôi, em vừa mới cưa xong nha các anh nhé. Rất chi là dễ. Em đã nhặt cái miếng em vừa mới cưa lên để cho các bác nhìn xem. Đây nha các bác nhé. Đây là cái cành em vừa mới cưa. Thấy như các bác thấy, em là phụ nữ mà một chiếc cưa lọng như thế này mà em cưa được một cái đường kính to như thế này mà dễ dàng như thế này thì chắc chắn là chiếc cưa này vô cùng là sắc bén. Đấy, đây là cái mẫu cưa lọng chỉ dành cho các bác cưa những cành mà ngón tay như thế này thôi. Nhưng mà em đã cưa một cái đường kính khá là to để các bác xem cái độ sắc bén, sắc ngọt của chiếc cưa này. Đấy, đây là chiếc cưa chất liệu thép SK5 nhá, dòng cưa lọng. Và cái giá cưa của cái mẫu này thì nhà em cũng đang khuyến mại để tương tác đối với các bác trên mọi miền Tổ quốc. Em sẽ gửi tới các bác giá sẽ là 60.000, chưa có phí ship vận chuyển đâu các bác nhé. Đây là một cái dụng cụ tương tác thì cũng mong là khi các bác xem mà thấy cái sản phẩm này mà ưng ý, mà các bác đang cần thiết đấy, đừng quên ấn like nha các bác nhé, chuông, và nhất là đăng ký kênh. Đăng ký kênh là các bác sẽ xem được hết tất cả những cái dụng cụ của nhà em khi em đăng tải. Và trong 1.000 sản phẩm, 2.000 sản phẩm thì có rất nhiều những sản phẩm mà nhà em sẽ để giá gốc để các bác quan tâm đến sản phẩm. Thì đây là cái mẫu cưa lọng chất liệu thép SK5 để giá rất chi là tốt các bác nhé. Em vừa cưa cái đường kính khá là to, các bác nhìn này. Đấy. Và các bác mà đang cần tới cái mẫu cưa lọng này, hãy liên hệ trực tiếp ngay tới đầu số điện thoại của nhà em. Đó là số 0869 054 295 và số điện thoại 0975 531 602. Rất nhiều để gửi tới tận nhà các bác nhé. Và đây là một cái dụng cụ để các bác có thể mua kèm theo với tất cả những cái dụng cụ khác của bên cơ sở em Thảo. Đấy. Đây các bác nhé, một chiếc cưa lọng nó sẽ như thế này. Dòng cưa chất liệu thép SK5, một cái dòng thép tốt nhất ở cái dòng lưỡi kéo cưa. Thế thì em cũng xin kết thúc video ngắn nhé. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm tới những cái sản phẩm của nhà em. Chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.